SC Heerenveen, đội bóng mới của Đoàn Văn Hậu vẫn còn là một cái tên xa lạ với đa số người hâm mộ Việt Nam. Hãy cùng truyền hình Báo Thanh Niên điểm qua những điều thú vị về đội bóng này. SC Heerenveen là đội bóng nằm tại thành phố Heerenveen, phía bắc Hà Lan. Thành phố này chỉ có khoảng 50.000 cư dân, nhưng lại là cái nôi của thể thao Hà Lan. Rất nhiều cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá, khúc côn cầu và trượt băng của Hà Lan đã được sinh ra tại thành phố xinh đẹp này. Kể từ khi được thành lập vào năm 1920, danh hiệu lớn nhất mà Heerenveen từng giành được là chiếc vô địch cúp quốc gia Hà Lan vào mùa giải 2008-2009. Đó là trận đấu mà họ đã đánh bại Twente bằng loạt sút lơ lử. Tại giải vô địch quốc gia Hà Lan, Heerenveen từng về đích ở vị trí thứ hai mùa giải 1999-2000. Qua đó lần đầu tiên giành vé dự Champions League ở mùa 2000-2001. Ở mùa giải 2018-2019, đội bóng này đã về đích ở vị trí 11/18 đội. Trận đấu giữa Heerenveen và Ajax vào năm 1950 là một trong những trận đấu nổi tiếng nhất của bóng đá Hà Lan. Cho tới phút 65 của trận đấu, Ajax vẫn dẫn trước với tỷ số 5-1, nhưng khi kết thúc, Heerenveen đã giành chiến thắng với tỷ số không tưởng 6-5. Các cầu thủ nổi tiếng từng chơi cho Heerenveen có thể kể đến như Van Nistelrooy, Hantola, Ziyech, Sean, Dos hay Odegaard. Họ đều đã hoặc đang là những ngôi sao lớn tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Văn Hậu là cầu thủ châu Á với phí chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử câu lạc bộ này với 1,5 triệu euro. Hiện tại kỷ lục chuyển nhượng của Heerenveen đang thuộc về cựu tiền đạo Afonso Alves, 4,5 triệu euro người Brazil. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.